Đầu tiên tôi xin gửi thông báo đến quý khán thính giả. Như quý khán thính giả biết, khi tổ chức một sự kiện nào thì chủ nhà nơi đó, ở địa phương đó báo cáo với các cơ quan chức năng ở địa phương để các cơ quan chức năng địa phương biết chuyện gì xảy ra, và lỡ có chuyện gì thì giữ an ninh trật tự và giải quyết vấn đề đúng với pháp luật. Dự trù trà đàm vào ngày thứ ba 10 giờ sáng 15 tháng 10 năm 2024, lúc đầu là do sư Huệ Thuận ấn định và tôi đồng ý. Thì cứ thường trách nhiệm của sư Huệ Thuận là báo cáo tới các cơ quan chức năng ở địa phương. Nhưng cũng chính sư Huệ Thuận lại quyết định vì Sài Gòn Vi Vu vô văn hóa và Hoàng Duy Hùng vô văn hóa nên hủy kèo. Dẫu vậy tôi vẫn quyết định đến nơi đây, nên là có thể có những báo cáo gì đó với các cơ quan chức năng. Thì tôi cũng mong các YouTubers các bạn đến nơi đây vào sáng thứ ba 10 giờ. Thì xin các bạn làm đúng theo pháp luật, ai nấy làm theo đúng trình tự, giữ an ninh, không có gây phức tạp ồn ào trong khu vực. Và để tránh đi những tình trạng có thể không tốt xảy ra đó, thì sau đó đó tôi mời các YouTubers đến một quán cà phê hay ra ngoài bãi biển, các bạn có thể phỏng vấn tôi trực tiếp. Vì trước cổng tỉnh xá của sư Huệ Thuận có thể có những báo cáo gì đó không có được tốt khi mà sư Huệ Thuận chính thức hủy kèo, thì có thể có những gì đó từ bên phía sư Huệ Thuận. Và nếu mà những bạn ở gần đâu đó biết số điện thoại của các cơ quan chức năng nơi đó, xin cũng báo một tiếng đó là sư Huệ Thuận có hủy kèo, tôi vẫn đến, nhưng mà tôi yêu cầu tất cả làm theo đúng pháp luật Việt Nam, không có gây rối, gây mất trật tự. Và nếu cần thì kéo nhau ra bãi biển hoặc một quán cà phê để giao lưu với các bạn, với các YouTubers. Đó là thông báo của tôi đến với tất cả các bạn. Các bạn, nhất là những YouTubers có quyền đến nơi đây theo như ấn định của sư Huệ Thuận lúc đầu. Nhưng sư Huệ Thuận bây giờ hủy kèo rồi, thì các bạn cũng nên biết một người hủy kèo như vậy lật như cái bánh tráng á, thì coi chừng có gì đó. Nên tôi cũng đề phòng, mong các bạn giữ an ninh trật tự, không có gây sự phiền hà như thế nào hết. Và cần tôi xin hứa đó là cùng nhau ra một quán cà phê hay ra bãi biển để quý khán giả và các YouTubers tương tác với tôi. Xin mời tất cả. Đó là thông báo của tôi đến tất cả các YouTubers các bạn mà muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra vào ngày đó. Vẫn là 10 giờ sáng thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024. Bây giờ tôi xin trả lời một số những người mà vào nơi đây nói rằng là bây giờ người ta hủy kèo rồi sao mà vẫn cứ tiếp tục nha. Trước khi mà trả lời điều này thì hôm qua sau khi mà chị bạn ở thành phố Hồ Chí Minh xem chương trình của tôi xong thì có cho tôi biết đó là chị ấy chưa bao giờ gửi Zalo của tôi cho biển Quốc Lâm. Chị ấy nói không biết tại sao biển Quốc Lâm biết, chứ chị ấy là một người sống rất chân tình và thẳng thắn với anh chị em, và dứt khoát là chưa bao giờ cho biển Quốc Lâm số Zalo của tôi. Và chị ấy khẳng định một điều, biển Quốc Lâm là một tên hèn, tên dơ, sống dưới đáy quần của người đàn bà, nghiện ngập đủ thứ hết, làm ba cái trò tồi bại. Nên chị ấy mắc cái nợ của kiếp trước kiếp này trả cho biển Quốc Lâm, nhưng rất là khinh biển Quốc Lâm, khinh lắm. Vậy thì tôi cũng xin cảm ơn bà chị đã khẳng định rõ lại là chưa bao giờ cho Zalo của tôi đến biển Quốc Lâm. Biển Quốc Lâm mò muốn làm quen, nhưng tôi coi như con giỏi, tôi chưa có bao giờ kết bạn, và tôi cũng không thèm kết bạn cái thứ loại người này. Chính chị cũng đã xác nhận loại người này là loại sống bám váy đàn bà, hại người này hại người nọ. Nên bây giờ đó là lân la, câu nói của Việt Nam là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, giòi tầm giòi, cùng nhau gì đó với cái đám bẩn bựa bây giờ là chui vào để ủng hộ cho Huệ Thuận. Chui vào để ủng hộ cho Huệ Thuận, tôi nói thí dụ thôi. Có một cái tên gọi là 34 người phản biện, cái tên này thì gần 5 năm rồi, lúc nào cũng chui đằng sau cái hậu của tôi đó. Lê la cắn đủ thứ đủ trò, liếm sạch bách luôn ha. Và mỗi lần thí dụ như cái trường hợp của San Kham mà thách đố tôi thì tôi cũng cho phép hết, nhưng không có dám ló mặt ra.
cái thứ ẩn danh giấu dơ bẩn lắm, nhưng mà hỏi một câu hỏi không, với trình độ là một luật sư tiến sĩ của anh Hùng á, hỏi Hùng một câu là căn cứ vào đâu mà Hùng gọi Lê Văn Tú là sư Thích Minh Tuệ là một bậc chân tu? Vì căn cứ vào những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại hành Đầu Đà như thế nào mà cả thế giới ngưỡng mộ. Cứ kêu Huệ Thuận ra trà đàm với tôi đi thì sẽ biết liền thôi. Rồi vậy có phải là Hùng đang sống trong đất nước Việt Nam mà lại đi ngược với quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hiến pháp pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? Hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tôn trọng tự do tín ngưỡng, một cá nhân có quyền theo tôn giáo này hay tôn giáo khác, hoặc là không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những tổ chức tôn giáo. Một con người có quyền không theo tổ chức tôn giáo đó và có thể ở ngoài tổ chức tôn giáo đó, hiểu chứ? Như về vấn đề Thiên Chúa giáo thì có tổ chức Công giáo nhưng cũng có tổ chức Tin Lành. Đâu thể nào bắt Tin Lành là phải theo quy định của Công giáo. Ở bên Phật giáo cũng vậy, có Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng Phật giáo Hòa Hảo đâu có nằm ở trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương không có nằm trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì tại sao lại phải nói rằng là phải theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam? Mà bạn có biết rằng chính Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng nói về hành Đầu Đà, nói về cách tu của hành Đầu Đà, và chính Đức Pháp Chủ cũng đã từng tu hành Đầu Đà, nhưng duyên này duyên nọ Đức Pháp Chủ ngưng để mà rồi trở thành bây giờ là Đức Pháp Chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nên câu hỏi đó là cái câu hỏi của đám trình độ thập tè tè, trình độ con dồi, trình độ như thế mà cứ đòi lân la hết ngày này sang tháng nọ. 5 năm trời rồi mà không biết nhục là gì. Bây giờ đó thì là đám này kéo vào ủng hộ Huệ Thuận tối đa, vì đây là cái đám giả danh yêu nước để ủng hộ một người mà tôi cho rằng là giả sư, đội lốt nhà Phật để mà làm ba cái chuyện tầm bậy. Thế bây giờ cái nick có một cái nick gọi là Mai Nguyên, chui vào kinh chính, kinh phụ, kinh diễn để mà bình luận, bình loạn thì đúng hơn. Ôi giời ơi, người ta nói xù kèo rồi, giờ còn sổ chấp gì nữa? Người ta đã nói một lời rồi, Hùng ơi, không như Hùng có một cuộc hẹn mà nói đi nói lại có mấy chục clip hết Hùng rồi Hùng. Đi đâu thì nhát gan cứ kèo này đưa giang hồ cùng đi, các thầy cũng ớn. Đầu tiên thì tôi trả lời rồi, tôi đi, tôi không có quay phim, vì quay và đưa lên trên kênh của tôi liền thì nói rằng là tôi câu view câu like. Tôi mời một người giỏi về công nghệ đi theo để quay thước phim thì nói rằng đây là giang hồ. Mai Nguyên lấy bằng chứng nào gọi Sài Gòn Vivu là giang hồ? Hay là chỉ do cái gì đó sợ Sài Gòn Vivu xanh mặt ra nên mới gán ghép tầm bậy tầm bạ như vậy? Bảo rằng là rình rang, bao nhiêu người mà rình rang. Có thể ngày hôm đó như tôi đã nói rồi, tôi về tới nơi đây, tôi có đi vào tối đa là 5 người. Vì chánh sư Huệ Thuận cũng nói rằng là muốn có một số người để chứng kiến mà tối đa là 5 người. Sao lại phải sợ tới xanh mặt như thế? Nhưng có thể đó là 4 người, 3 người, 2 người, tôi và một người quay phim nữa mà thôi. Nhưng bây giờ tôi sổ chấp luôn, tôi và một người quay phim nữa thôi, được chưa? Quay phim là tại vì tôi không thể nào mà vừa trà đàm vừa quay phim tự diễn tự biên được hết. Rồi bây giờ là bạn nói rằng là người ta đã hủy kèo rồi, chính người ta thách thức và tuyên bố sẵn sàng trà đàm với tất cả những ai chống đối để biến thù thành bạn. Thì tôi nhận lời. Nhận lời thì tôi còn để cho người đó tổ chức ở ngay trong ổ, ở ngay trong ổ đó. Bình thường á, mà trà đàm thì theo quy tắc là một nơi chung chung, nhưng mà tôi chấp nhận ở trong ổ đó. Rồi tuyên bố này nọ, nào là có bằng tiến sĩ Phật học, nào là có bằng võ thuật 1,5 kg, tấn công liên tục từ hôm nọ tới nay là nhiều lần lắm, chửi bới nhục mạ sư Minh Tuệ và sư Minh Đạo. Thì hủy kèo đâu có nghĩa là có quyền tuyên bố kèo xong rồi hủy kèo, không có được đâu. Cuộc chơi nào cũng có luật chơi của nó. Tuyên bố nhận kèo thì khi mà hủy kèo thì bị gọi là bị sự đền bù những thiệt hại về luật pháp mà như vậy đó. Thì khi mình hủy kèo thì mình tự nhận mình là như thế nào. Bây giờ tôi cũng chưa có hủy kèo, tôi nói trước vậy đó. Và tôi sổ chấp 2 câu hỏi rồi, bây giờ tôi sổ chấp tiếp luôn.
ngày hôm đó khỏi cần có Sài Gòn Vi Vu đi vào, khỏi cần có thầy hộ, tôi và một người nữa thôi, tôi chưa biết là ai, nhưng mà tôi là và một người đó thôi. Yêu cầu của Huệ Thuận, người đó chưa bao giờ tấn công Huệ Thuận trên mạng, tôi sẽ đi tìm một người đó, được chưa? Nhưng mà với điều kiện trả lời cho tôi hai câu hỏi mà tôi đã sổ chắc rồi đó, bằng tiếng Anh á, vì bên Ấn Độ đó học ở đại học là bằng tiếng Anh và tiếng Hindi, làm luận án tiến sĩ là bằng tiếng Anh, chứ không phải là làm luận án tiến sĩ là tiếng Việt. Thì tôi đã hỏi rồi, luận án tiến sĩ của Huệ Thuận, your Buddhism PhD thesis was what? What did you present? Luận án tiến sĩ của Huệ Thuận mà nộp là gì? Nói bằng tiếng Anh đi, tôi sổ chắc rồi mà. Hay là luận án là from a non-successful motorbiker to a pseudo Buddhism PhD, từ một tên lái xe ôm không thành đạt đến là một giả sư tiến sĩ Phật học, hay là như vậy? Nói thử coi. Và tôi cũng đã hỏi rồi, what is the difference between Nirvana in Buddhism and Hinduism? Thì có một người ở bên Mỹ tên là Paul Nguyễn, ông này cũng đàng hoàng mới nói rằng là ông ấy cho ý kiến nè. Ông ấy nói là Đức Mohammed Gandhi khi mà còn sinh tiền nói rằng sự khác biệt giữa Niết Bàn của Phật giáo và Ấn giáo thì nói rất là rõ. Và ông ấy còn cho luôn cả tiếng Anh kìa. Đó, Huệ Thuận lấy nguyên văn đi, rồi đọc bằng tiếng Anh đi, được không? Nhưng tôi cũng nói rồi, ông Paul Nguyễn là một người đàng hoàng, Đức Gandhi là một người theo Ấn giáo. Sự trình bày của Đức Gandhi là sự trình bày rất chuẩn trên quan điểm Ấn giáo, nhưng trên quan điểm của Phật giáo thì nó không có đúng với Phật giáo. Nếu mà Huệ Thuận có đủ bản lĩnh đọc hết đó đi, xong rồi ngồi xuống tôi sẽ tương tác với cái gì mà Huệ Thuận nói là Phật học cao sâu hơn tôi cả hàng trăm lần, thì tôi cũng sẽ bàn cái chuyện đó luôn. Sổ chặt trước đó, trả lời cho hai câu hỏi này rồi, thì ngày hôm đó tôi sẽ phục xuống, tôi xin lỗi rồi tôi mới đi vào với một người thôi, tôi và một người nữa để quay phim cho tôi, không phải là Sài Gòn Vi Vu, cũng không phải là thầy hộ, mà như tôi hiểu là Huệ Thuận muốn là người đó là người chưa bao giờ công kích Huệ Thuận, thì tôi sẽ mời người đó chưa bao giờ công kích Huệ Thuận vào. 10 câu hỏi thì tôi đã sổ chấp 2 câu hỏi rồi, còn lại 8 câu hỏi, và tôi cũng đã cho Huệ Thuận biết luôn là tôi sẽ hỏi những câu hỏi nó liên quan đến một số từ ngữ tiếng Phạn. Nên Mai Nguyễn lê lết làm gì mà sợ dùng cho Huệ Thuận như thế. Nếu là có bằng tiến sĩ Phật học thực sự thì nội công của Phật học phải rất thâm hậu, sẵn sàng trả lời. Nhưng đây là chạy, như tôi nói là chạy như việc chạy. Từ một anh xe ôm không có thành đạt tới một người giả lấy bằng tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ à? From a non-successful motorhiker for money to a pseudo PhD in Buddhism. Nên hãy xem thử Huệ Thuận có dám nhận cái kèo này nữa hay không, mà tôi sổ chấp rồi đó. Tôi khẳng định tôi vẫn giữ đúng nguyên tắc, tôi đến đúng giờ, và kỳ này vào trong tỉnh xá của Huệ Thuận không cần có Sài Gòn Vi Vu, không cần có thầy giáo hộ, vì Huệ Thuận sợ quá rồi, khỏi nói nha. Và tôi sẽ nhờ một người trung dung chưa bao giờ mà tấn công Huệ Thuận đi với tôi quay thức phim cho tôi. Tôi cần có người quay thức phim, xem thử Huệ Thuận có dám không. Nhưng mà trước khi mà hãy như vậy ra thì trả lời hai câu hỏi đó đi, coi như là mình tiên trà đàm, và tôi sổ chấp trước hai câu hỏi đó. Trả lời được hai câu hỏi đó đi, rồi tôi sẽ hỏi tiếp sau này, và Huệ Thuận cứ việc giữ những cái gì đó để mà hỏi tôi sẽ trả lời. Vậy là tôi xin gửi thông báo đến quý khán giả, những ai mà biết ở địa phương rõ ràng thì cũng xin báo dừng cho tôi một tiếng, vì Huệ Thuận đã lật kèo thì không biết con người này như thế nào. Và trên mạng xã hội thì rất nhiều thông tin về Huệ Thuận với nick là Hiệp Xe Ôm, là một người cậy tủ đủ thứ gì hết. Thì tôi cũng đã nói rằng mong rằng Huệ Thuận ngày đó chấp nhận trà đàm,
và chứng tỏ là mình không phải là một tên lái xe ôm đầu đường xó chợ, là một tên lưu manh, chứng tỏ điều đó đi, và chứng tỏ mình không phải là một người đã có gia đình, đã có vợ và đánh đập vợ đủ thứ đủ trò đi, và chứng tỏ mình là người có khả năng về Phật học đi. Còn không á, mình mượn áo đạo mình lại đi chửi bới những vị chân tu như sư Minh Tuệ, như sư Minh Đạo, thì đây là một loại người rõ ràng những gì thông tin ở trên mạng xã hội là chính xác, là chính xác luôn. Nên là Mai Nguyên ơi, không phải hủy kèo là xong, mà là lột mặt nạ con rắn độc mượn áo nhà Phật để đánh phá những vị chân tu như hồi xưa khi Đức Phật còn sinh tiền, thì cái đám quỷ vương nó kiếm chuyện Đức, nó nói rằng là nó trong kiếp sau, bao nhiêu kiếp sau sẽ là đội lốt con của nhà Phật để đánh phá vào Phật, đội lốt con của nhà Phật để đánh Phật. Cái kẻ mà hở một chút xíu là Nam Mô A Di Đà Phật, gửi những ai thương mến đạo Phật, y chang như cái bọn giả nga, giả danh yêu nước, chả khác gì hết. Giả danh yêu nước thì lúc nào cũng là giả danh yêu nước. Như cái tên giả danh yêu nước ở Nam California, tên Nguyễn Phương Hùng, vào ở trong kênh của Huệ Thuận bình luận, úi dồi ôi, sẽ yêu cầu, yêu cầu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao bằng khen cho Huệ Thuận, bằng khen tiến sĩ Phật học giả. Cái thứ đó là đủ hiểu rồi, vì họ đang cùng tầng lớp với nhau mà, dòi thăm dòi mà. Giả danh yêu nước, loại giả danh yêu nước là tiếng Anh họ gọi là treason, là phản bội tổ quốc, mà giả danh nhà Phật cộng tác với nhau với một mưu đồ, thì mưu đồ đó nó rõ lắm. Thế Nguyễn Phương Hùng đó, tuyên bố là không bao giờ từ bỏ con đường chống cộng, mà chỉ thay đổi phương thức và muốn cho Đảng Cộng sản Việt Nam sụp cơ. Thì cái tên Huệ Thuận này bây giờ là chào chú à, chào chú à, rồi hoặc Nguyễn Phương Hùng, chú sẽ yêu cầu, thấy không? Hiểu rồi. Chúng họ bắt tay với nhau, giả danh yêu nước, giả danh nhà Phật để mà đánh phá vào Phật giáo. Vì Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng nói khác nhau một trời một vực với cái tên giả danh Huệ Thuận. Nếu Huệ Thuận trả lời bằng được tiếng Anh đó, mà tôi cho thời gian nhiều như vậy đó, số chắc mà không trả lời nổi, thì đã đủ hiểu tên này là những gì mà cộng đồng mạng nói là chính xác. Có hủy kèo đi nữa thì tôi cũng lột mặt nạ cái tên giả danh nhà Phật để đánh phá vào Phật giáo, để đánh phá thẳng vào các vị chân tu như sư Minh Tuệ, như sư Minh Đạo. Không thể nào để cho tên này tiếp tục búa gậy vườn hoang, và những tên khác nghĩ rằng à, cái áo nhà Phật dễ mượn lắm, mình làm cái gì cũng được hết á, mình bám view, bám theo Hoàng Dương là mình có view. Như một số người á, thích bám theo tôi để có view. Tôi cho mà. Trong những ngày qua chúng họ bám vào trong này nhiều lắm. Bám vào theo. Thao rồi đi. Rồi sao? Y như Bình Phương, y như Sam Cam, y như Nguyễn Phương Hồng thôi. Số phận của họ là như vậy. Huệ Thuận cũng sẽ y như thế. Huệ Thuận cũng sẽ giống y như những cá nhân đó. Lem bèm. Vì sao tên này ấy, lúc đầu là một người như cộng đồng mạng đã nói thất bại, chạy xe ôm này nọ không được. Quay qua ủng hộ sư Minh Tuệ. Ủng hộ sư Minh Tuệ không thấy người ta nói gì hết thì mới là quay qua chống sư Minh Tuệ để gây sự chú ý và bám theo tên tuổi của tôi. Mong rằng có view, tôi cho mà. Nhưng mà cái view đó toàn là những cái view cái đám bẩn bữa đó. Tha hồ, hãy chứng tỏ mình có bản lĩnh đi. Tiến sĩ Phật học thì chỉ cần trả lời cho tôi hai câu hỏi đó bằng tiếng Anh mà tôi đã nêu lên, vì ở bên Ấn để có bằng tiến sĩ là phải nộp luận án bằng tiếng Anh, chứ không phải bằng tiếng Việt nha, bằng tiếng Anh. Đủ bản lĩnh thì cứ việc trả lời, còn không trả lời nổi thì cả thế giới này, cả cái cộng đồng này, mạng này đều biết tên này là cái tên mượn áo nhà Phật giả danh nha, tên đội lốt nhà sư giả nha. Và có thể gọi đây là ma tăng cũng được, nhưng mà nó chưa được làm tăng. Tên này có ai quy cho nó đâu. Nó chỉ là một cái tên cộng đồng mạng đã, xã hội đã nói rồi, là một tên xe ôm không thành công, vũ phu, rồi mượn áo nhà Phật có vậy thôi. Nếu mà tôi nói sai á, thì cứ việc chứng minh mình có đủ bản lãnh trả lời hai câu hỏi kia. Hai câu hỏi đó là luận án tiến sĩ Phật học á, là luận án nào bằng tiếng Anh đi, và khác biệt giữa Niết Bàn, Phật giáo và Ấn giáo như thế nào căn bản đi, nói bằng tiếng Anh đi. Trong vòng khoảng chừng 50 phút là dưới sức tôi thì nói cái đó khoảng chừng 50 phút là được liền à. Xem tự như thế nào. Nếu mà nói được thì tôi quỳ xuống tôi xin lỗi liền. Còn không nói được thì tức là xạo, nổ, tự nhận mình là
tiến sĩ Phật học mà đã nổ, đã xạo cái chuyện này thì nổ và xạo những chuyện khác, thì tức là con người như những gì mà cộng đồng mạng đã cáo buộc nha. Vậy thì cứ từ đây về sau, ngày nào nếu tôi cần thì tôi mang cái tên này ra, tôi lốt mặt nạ nó để sao, để giăng mặt những cái tên khác, những cái tên khác mà cứ giả vờ mượn áo nhà Phật để mà đánh phá vào chính những vị chân tu. Tôi nói ví dụ như là tên Minh Đạo ở Đồng Tháp, có vợ có con, lái xe chạy vô gửi xe đi rồi ra ngoài giả vờ đi bộ để khất thực, nhưng mà chỉ lấy tiền thôi, mỗi ngày như vậy là phải 1-2-3 triệu gì đó. Thấy Sư Minh Tuệ không nhận tiền thì người ta không cho tiền nữa, thì tức và chửi bới Sư Minh Tuệ và Sư Minh Đạo. Nên là đây cũng là một hình thức dằn mặt những cái ma tăng sàm sỡ đó. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.